vẽ các dự án kinh doanh khủng, mua bán trái thưởng để đánh bóng tên tuổi cá nhân và công ty, huy động các nhà đầu tư góp vốn bằng lãi suất hấp dẫn. Chỉ trong thời gian ngắn, các ba trùm lừa đảo được cả ngàn người với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Dù được cảnh báo nhưng vì lợi nhuận, nhiều nhà đầu tư vẫn ném tiền vào những chiếc bánh vẽ mà các bà trùm tung ra, để khi tỉnh ngộ thì mọi việc quá muộn màng. Phạm Mỹ Hạnh sinh năm 1980, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, gọi tắt là MHG, huy động được hơn 1.200 tỷ đồng của các nhà đầu tư bằng cách thổi phồng, cung cấp những thông tin gian dối về giá trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh Sâm Ngọc Linh, với lời hứa hẹn nhận được lãi suất từ 24 đến 48% một năm, cùng hình ảnh và thông tin đầy triển vọng về hoạt động công ty. Những cuộc hội thảo, giải thưởng khiến hàng loạt các nhà đầu tư mắc bẫy. Cho tới khi cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam Mỹ Hạnh, hơn 1.000 nhà đầu tư mới phát hiện mình rơi vào bẫy. Một chiêu bài khiến nhà đầu tư mắc bẫy nhiều nhất của các bà trùm lừa đảo chính là lãi suất cao để dụ nhà đầu tư góp vốn vào các dự án ma. Với những cam kết, hứa hẹn lãi suất đầu tư lớn, bà trùm Vũ Thị Thúy, sinh năm 1983, là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Công ty Nhật Nam liên tục kêu gọi, dụ dỗ người tham gia góp vốn đầu tư. Tuy nhiên, tiền được sử dụng để tái đầu tư sinh ra lợi nhuận và trả lãi thì lại được dùng để trả cho nhà đầu tư trước đó, và bản chất không có bất kỳ hoạt động đầu tư sinh lợi nào. Từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng vẫn khiến hơn 20.000 cá nhân góp vốn, thu tổng số tiền gần 9.000 tỷ đồng chỉ trong vòng 3 năm. Còn bà trùm bất động sản Trương Thị Mỹ Hiền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Len, thì đưa ra nhiều chính sách ưu đãi như rẻ hơn giá thị trường, chiết khấu 5-10%, bồi thường thêm 50% nếu không giao đất. Để tạo lòng tin thu hút đầu tư, hàng loạt khách hàng sập bẫy. Sau đó, bà Hiền và các pháp nhân công ty không thực hiện đúng như cam kết theo hợp đồng mà chiếm đoạt tiền. Thời điểm bị bắt giữ, cơ quan cảnh sát điều tra xác định bà Hiền tự vẽ ít nhất 18 dự án khu dân cư không có thật, bán cho gần 600 trường hợp, chiếm đoạt hơn 800 tỷ đồng.